Action. Action. Dù duyên không? Lòn coi. Dù duyên không? Nói tiếng Tây tiếng Tàu. Thôi đồng ý giờ cho cái sư hoa lo sư vô cho trăng khu trăng khang xà xà khu xà khang cho sò long sò quét sò lư sò le sò long sò quét sò lu sò 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 cục sò ly. Mai mày tao có con sò long. Bư 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 làm này hay quá bèo bèo. Lửa cháy bùng bùng ngoài kia, lửa cháy bùng 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 bùng. Em đi bờ trời ở bên kia. Đừng có thọt với cao bạn thọt rồi. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa đi ngu cái lon cá không ăn bông mà đu đủ đi cầu sáng đêm giờ đây chết mẹ chết cha gái có công chồng dẫn đủ. Ủa, gái có công chồng nữa để tao đọc cho thuộc mấy chữ này. Gái có công chồng dẫn đủ. Ủa, chồng dẫn chồng gì con nhỏ cái anh ơi anh sát nhỏ nhỏ giảm âm lượng. No, Đẹp quá con Minh Đồ ơi. Tình nè coi nè Tâm. Con bút đồ. Thì nó bỏ giống nọc cây gan mà có một cha mà đủ đẻ khác mẹ sao. Ủa. Rẻ hơn con Châu. Rẻ hơn chó con Châu. Cho mặt tao cây gan con chó Minh Đồ hả? Vô duyên không? Đủ tới 10 triệu lần đó. Mà chó này đâu có nhiêu đâu. Chó này 7-8 triệu. Có 3-4 triệu cũng có. Nè tới mèo rồi nè. Lòn mèo. Lòn băng đu ba chân ti. Cái ly lên đầu. Hàm răng chia thuốc. Ông nội ơi, là cao cái gì? Mô Phật lật tướng vàng 2000 cây. Lãng không? Mày quá không à. Chị ơi, em có chồng rồi, sao chị đòi hung em? Ủa, là gì? Ông nội đang đọc cái gì tào lao không? Có ngâm chưa? Mô Phật lật tướng vàng. Chưa. Quá chị ơi. Dạ. Dạ.
cười thẳng thốt trong phòng. Quý thì không hả? Cười bảo miệng cười lớn. Cái nữa coi. Mày điên rồi đó. Mày dạy tầm bay tầm mãi cho nó chả nó cười tao nghe. Trời ơi. Bà con của bác ơi, có ai đi ngang qua lại cho con xin 50.000 người. Lãng nhách không? Cho xin cái quần lòng đi rồi mua đặng mua áo ngực. Mậu mày. Vậy vậy không à? Mô Phật là tướng vàng 2.000 một cái. Ngoài đi quý này mà. Ngồi tung cái con cặc cung kính. Ngồi một hồi no cứng như đinh ọc. Dạy cái đó tội chết nha mấy. Buổi trưa cùng sắp nhỏ. Buổi trưa ăn buổi chua. Ông nội đây. Đọc cái câu đó. Buổi trưa ăn buổi chua. Buổi trưa ăn buổi chua. Một cây sủi đọt, 2 cây sọt đủ, 3 cây sủi đọt qua, 4 cây sọt đủ, 5 cây sủi đọt, 6 cây sọt đủ, 5-7 cây sọt đủ, đủ sọt đọt. Mọi ơi! Nè! Mặt ngâm không? Thấy không? Ê! Nè! Sá. Dạ. Thấy gì không? Đăng TikTok á. Không. Sao không thấy, không thấy nó hả? Sao thấy? Dạ. Mắt hả? Cặn trong mắt ngoài mới bề bịch lồn rồi. Buồn hả? Ừ. Ủa hôm nay sao không vô đây hả? Về bữa nó vô. Chẳng áo làm cho hề. Nhắn gửi mày ngáo hả, mày khùng hả, mày hả nhỏ, mày vô TikTok mày khùng hả? À. Hả Quân á, mày điên hả? Ok. Ủa ê mặt như con dê. Cái này chỉ chữ gì trên đầu đó hả? 13. Ủa đo độ tuổi rồi đó hả? 91 mới 13 tuổi hả? Ừ. Thằng ơi, đo ống bò 3 độ tuổi, thánh thần ơi, cha đo độ tuổi. Ngáo. Trong tù. Con kiến nó cắn con cu, khi con cu nó thù con kiến. Kiến thù cu, con cu nó thù con kiến. Kiến cắn cu thù rừng lù. Em đứng bên đây xong mà chờ trong mà mồ chưa chín. Anh đứng bên kia xong mà chờ trong mồ chín chưa. Mồ là mồ ăn mấy, mày ăn mồ chứ tao ăn rồi. Ông nội. Tào lao không hả? Mà sao bả lên ớn dữ rồi trời, lên bả không nữa giờ á. Cơm ngon có cưỡng, còn ngon tròn vì yêu đương. Ông ba ông nhìn ông nó mở cho bả coi, ông nói lắm rồi nè. Chọn vị yêu thương, thơm ngon có cưỡng. Vậy là con cá có rồi đi mất tiêu rồi. Ai biết nó đụ hà bá với xong ai hiểu. Đó ngày gì đó lựa lên tối hồn cho tôi đi đụ hàng xóm.
Ông nội ơi, về sớm cho mình đi bán không, nó lựa tó hụ tôi cho tôi đủ hàng sớm, còn nó tó hụ nó đủ hà bá hai chồng. Một bài luôn nè, một thao luôn, chó luôn nè. Bên đây có ai nuôi chó muốn nói con cho chó mực, chó mực Phú Quốc mới đẻ có xây lưng khuôn cái phần mày coi ở bển ai có con nít xin giùm nghe. Nít gì vậy cho người ta coi đó. Nói trên mạng nè, cái gì thôi, ai hữu duyên ai có đẻ đứa gái nào cho mình sinh một đứa bé gái nha, xin xin việc mấy tháng cũng được, nhỏ nhỏ đi cho lớn quá mến tay mến chân thiệt mà xin nó nói nè. Nè. Chưa mới bắt cái mới nè coi nè, nè đứa nào cắt khúc của tôi nè, được